năm học 2024-2025 này, nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong công tác dạy và học mà ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đề ra chính là đổi mới phương pháp bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm hướng đến mục tiêu tạo bước tiến vững chắc về chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, đưa giáo dục và đào tạo thành phố vươn tầm phát triển mạnh mẽ trong xu thế hội nhập và phát triển. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của năm học 2024-2025 ở thành phố Cần Thơ là tiếp tục đổi mới dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện nay, công nghệ thông tin và đặc biệt là sự phát triển của Internet đã mở ra rất nhiều kiến thức đa dạng và phong phú cho người học và người dạy. Đồng thời, hiện nay, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chương trình được thiết kế theo hướng mở, giáo viên định hướng, dẫn dắt để học sinh tự giải quyết vấn đề. Vì thế nên ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng bài giảng là một xu thế tất yếu trong toàn ngành giáo dục. Điển hình như tiết học môn tiếng Anh lớp 9B, trường Trung học cơ sở Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh. Học sinh học bài thói quen ăn uống, cách làm món salad trộn. Bài học được thầy giáo trình chiếu trên màn hình, có nhiều hình ảnh minh họa sinh động về món ăn, hệ thống câu hỏi để học sinh tư duy tìm kiến thức. Từ đó các em được củng cố từ vựng, ngữ pháp, mở rộng kiến thức và tăng cường tương tác với nhau. Trong tiết học vừa rồi, thầy đã ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng của chúng em để đưa ra những hình ảnh cụ thể, sinh động, hấp dẫn, làm cho tiết học của tụi em trở nên sinh động và hứng thú, giúp tụi em dễ hiểu hơn. Dạ, ngoài môn tiếng Anh ra, các môn khác thầy cô cũng áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng như là môn tin học, môn ngữ văn, môn âm nhạc, môn mỹ thuật. Giáo viên cần phải có cái sự chuẩn bị, tìm các nguồn tư liệu, hình ảnh để mà phù hợp với lại cái bài giảng của mình. Cụ thể như cái bài tôi vừa mới giảng dạy chủ đề về công thức nấu ăn và cái thói quen ăn uống, thì tôi sẽ tìm những cái hình ảnh phù hợp với cái chủ đề đó. Ngoài những cái hình ảnh trong sách giáo khoa thì tôi sẽ tìm thêm những cái hình ảnh trên mạng cũng như là các cái nguồn tư liệu mà liên quan đến cái chủ đề đó để cho bài học nó sinh động và giúp cho học sinh dễ hiểu bài hơn. Ngoài ra, trong từng tiết học, giáo viên linh hoạt đổi mới phương pháp theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. Các hình thức được ứng dụng nhiều như dạy học theo chủ đề, tình huống, sấm dây nhằm tạo môi trường để học sinh thực hành, tự khám phá, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức. Nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng dạy học các bậc học cấp học phải luôn được các cơ sở giáo dục quan tâm và thực hiện xuyên suốt trong cả năm học. Đối với bậc học mầm non thì tiếp tục thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non. Đối với giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp, nội dung dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực của người học. Việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học như thổi vào luồng sinh khí mới, giúp giáo viên năng động, tích cực hơn, học sinh yêu thích, chủ động học tập, chất lượng giáo dục được nâng lên. Đây chính là tiền đề, động lực quan trọng để ngành giáo dục và đào tạo ở thành phố Cần Thơ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích cao trong năm học mới, tự hào vươn mình phát triển, trở thành một trong những đơn vị mạnh của cả nước.